giới thiệu đây không? Đó. Không biết như người khách gọi bởi giới thiệu này ngon lắm á. Không, thật sự ngon lắm. Ừ. Nhậu rồi số 1 luôn. Gần hết rồi á. Ừ, lẹ đi. Ai còn thì ấy thôi chứ. Anh đến sớm là có dồi anh. Có dồi heo nữa. Cơm à? Cơm à? Đây có bán bia không? Bia hả? À. Có anh. Nên uống bia thôi, chứ không phải... Anh lên mấy lon? À, sao? Mấy lon? Với anh là hai lon 33 chứ. 33 tay gỗ cũng được. Mẹ biết hồn mà hôm nay mới qua anh chứ. Cái này món này chắc là hết nhanh đúng không? 3 ký mà 4 giờ bán này giờ không còn. Ghê vậy. Sao cái này hiếm chỗ bán lắm. Ít chỗ bán, ở Sài Gòn ít chỗ bán món này tính ra là rất là hiếm. Cái này vô em 5 ký có gì hết. Anh nghĩ đây nên bán nhiều, làm ngon bán nhiều. Tại vì nhiều người không biết rồi còn hỏi. Có hôm qua đây tầm 7 giờ là thấy món này là hết rồi. Rồi hết sớm. Làm công phu quá, ai lấy nhiều thì làm nhiều thì khổ. Này nay cũng làm nhiều thịt nữa, làm rồi nữa mệt lắm nên làm ít. Này là anh em trên mạng xe mới qua đây ăn chứ, thường phải đi kiếm chả biết ở đâu có. Kiếm mà anh lên gõ là theo quay Mr. Nhoi chợ Phạm Văn Hai là có. Anh cứ lên gõ là ủa ăn ở đây mà ngồi trong. Đó là sao? Ở đây là tiệm bán cơm thế rồi mình ăn cái này là cơm. Anh có ăn mắm tôm không? Mắm tôm là chấm gì đó? Hôm nay mình chấm. Mình có cái khác để chấm không? Số theo quay. Số theo quay cũng được. Cái này là sốt heo quay. Cũng vậy luôn thì nó có cho mắm tôm rồi, em có muốn cho mắm tôm không? Cho mắm tôm thì cho xin một cái bịch mắm tôm, còn đây là mình đang sốt heo quay. Sốt heo quay thì sao tốn tiền được mà. Thịt nướng cứng hơn à? Vào thấy sao? Bình thường. Bảo nó cứng hơn. Thì lần sau bảo nó cứng hơn. Bỏ dài dài. Thank you.
có cái nhìn chào bạn. Mình đây là mặt mình sau khi làm hết hai lon bia Tiger và ăn hết cái dĩa đâu cái hộp xịn quá. Ăn hết cái lòng đó và heo quay. Theo đánh giá của mình thì heo quay nó ngon hơn là lòng. Vì mình trước giờ mình không ở Sài Gòn, không có biết chỗ nào bán lòng ngon á. Nhưng mà mình có thể so sánh cái chỗ là mình ăn cái món lòng đó ở Đà Lạt thôi. Nếu mà ở Đà Lạt cái món đó thì mình là đánh giá là 7.5, thì cái chỗ vừa nãy thì chắc được 6.5. Nói về xếp về lòng nướng, nhưng mà cái heo của nó, heo mắt mật rất là ngon, thực sự luôn. Còn riêng món mật đó, món lòng, lòng heo đó, chỉ cần là nó mà nướng thêm một chút nữa để cho cái phần lòng bên ngoài, cái phần vỏ bên ngoài ấy, nó giòn hơn thì rất ok, không phải nào gì luôn. Nhưng vấn đề là cái lòng, thứ nhất là ăn nó không có ổn cho lắm, không phải là dở. Đối với mình ăn thấy không ok, nhưng mà nếu mà nó sẽ bù lại hơn nếu mà cái phần lòng, có khi các bạn tới á, các bạn yêu cầu là người ta nướng kỹ hơn cho nó cháy hơn một chút thì sẽ rất là ngon. Là mình không biết cho mình ăn lần đầu, và cái kiểu nướng người ta là nó chỉ đến thế thôi, nó cái phần vỏ bên ngoài không có cháy nhiều, nên là nếu mà có đến ăn thì hãy yêu cầu người ta nướng kỹ một chút thì rất là ok. Đây là mặt mình khi mà uống hai lon bia mới uống xong, mới về thì nó sẽ hơi tê tê, nhìn nó hơi dài dài chút. Bye.